Dạ vâng, em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang. Hôm nay kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang xin giới thiệu đến cả nhà những cây bông trang hoàng kim đỏ, một màu đỏ rất là tươi, rất là đẹp luôn cho cô chú anh chị. Đây, cái chân bông màu đỏ và cái cánh bông màu đỏ rất chi là đẹp. Cô chú anh chị xem cái thân, đặc điểm nhận biết của hoàng kim đỏ là cái thân ảnh màu đỏ luôn nha cô chú. Cô chú xem cái thân màu đỏ, cho nên ảnh ra cái bông, cái chân bông cũng đỏ, cánh bông một màu đỏ rất là tươi. Và cái màu hoa đây, màu hoa này cô chú anh chị về trồng để hai bên nhà. Cái cặp lá ở trên đọt á là màu đỏ luôn nha cô chú. Đó, cái bông nó rất là đẹp. Còn đây là những cây con, cây giống mà shop em xin giao lưu bán đến cô chú anh chị và các bạn à. Cây là cao từ 1,5 tấc cho đến 2 tấc, thân một cốt thoát thân, cành tược đều hết ạ. Thân là thẳng hết nha cả nhà. Cả nhà xem, thân thẳng, thoát thân, một cốt. Và điều đặc biệt là cây hoàng kim đỏ trang này là ảnh rất là mau lớn. Mỗi cây đều dao động từ 1,5 tấc cho đến 2 tấc, rất là đều.